Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 7 tháng 3 Nhận định bóng đá U20 Qatar với U20 Australia 17 giờ ngày 7 tháng 3 U20 Qatar đứng trước nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng vòng chung kết U20 châu Á 2023. Trong thế chẳng còn gì để mất, U20 Qatar hoàn toàn có thể ngán đường U20 Australia, qua đó gián tiếp giúp U20 Việt Nam đi tiếp. Thông tin lực lượng U20 Qatar với U20 Australia U-20 Qatar, IAUP, Yunis đều chịu một thẻ vàng. Phong độ gần đây của U-20 Qatar và U-20 Australia, U-20 Qatar về lý thuyết vẫn còn cơ hội đi tiếp. Đó là khi U-20 Qatar thắng U-20 Australia, với hai bằng cách biệt cộng thêm U-20 Việt Nam thắng U-20 Iran ở trận cùng giờ. Tuy nhiên xét về mặt thực tế, khả năng này khó có thể xảy ra. Người hâm mộ U-20 Qatar đã xác định tâm lý đội tuyển của mình sẽ phải chia tay giải U20 châu Á ngay từ vòng bảng. Nhưng trong tâm lý chẳng còn gì để mất, U20 Qatar sẽ chơi hết mình. Điều đó vô tình sẽ ảnh hưởng đến U20 Australia. Bởi chỉ cần không thắng được U20 Qatar, U20 Australia sẽ bị loại. Đồng thời U20 Việt Nam và U20 Iran sẽ đi tiếp, bất kể kết quả của cặp đấu này có diễn ra thế nào chăng nữa. Về phần mình, U20 Australia cũng không có quyền tự quyết dù đã thắng 3-2 trước U-20 Iran, nhưng thất bại bất ngờ không một trước U-20 Việt Nam. Ở lượt đầu tiên khiến đội bóng trẻ xứ chuột túi, cần nhiều điều kiện cùng thời để chắc chắn đi tiếp. Cụ thể, U-20 Australia cần đảm bảo có kết quả ở lượt cuối tốt hơn U-20 Iran. Hoặc ở một trường hợp khác, U-20 Australia cần thắng U-20 Qatar và chờ U-20 Việt Nam, thua U-20 Iran với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Đội hình dự kiến U20 Qatar với U20 Australia, U20 Qatar, Amir, Mola, Manser, Andin, Bala, Ansasadi, Ivan, Muhammad Ali, Alravkei, Anh Al Abdullah, Hamza, U20 Australia, Badulato, Duno, Ford, Madena, Deru, Kukwin, Oliveira, Popovic, Ralins, Simon, Gusevsky Dự đoán tỷ số U20 Qatar hòa U20 Australia 2-2. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.